Ukraine, tấn công tên lửa nhằm vào Donetsk. Theo Reuters, khói dày đặc đã được nhìn thấy ở các quận Vozov, Zilokivy và Kiviki của thị trấn Donetsk, ly khai do Nga hậu thuẫn vào hôm thứ Bảy, ngày 18 tháng 6. Không có thông tin nào từ chính quyền địa phương về việc có ai thương vong trong vụ tấn công này hay không. Ukraine thường xuyên phủ nhận việc thực hiện các cuộc tấn công vào hai khu vực bao gồm Donbass, được quân ly khai chiếm giữ nhiều vùng đất lớn vào năm 2014. Nga đã công nhận hai khu vực là các quốc gia độc lập vào trước cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2. Moscow gọi các hành động của mình là một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm giải giáp và phi hạt nhân hóa Ukraine. Kiev và các đồng minh ở phương Tây cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ và cuộc chiến của Nga là một hành động xâm lược vô cớ.